Sáng ngày 19 tháng 6, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang cho biết, tổ công tác chống buôn lậu của đơn vị vừa phát hiện vụ buôn lậu từ Campuchia về Việt Nam, bắt giữ một đối tượng. Theo đó, lúc 0 giờ 45 phút ngày 19 tháng 6, tổ công tác chống buôn lậu gồm đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm, phòng phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với đồn biên phòng Vĩnh Quân tổ chức tuần tra kiểm soát tại phường Vĩnh Quân, thành phố Châu Đốc, đến khu vực trường tiểu học Trần Quốc Toản, ấp Vĩnh Chánh 1, Tổ công tác phát hiện nhóm đối tượng đang mang giác các kiện hàng từ Campuchia về Việt Nam. Tổ công tác truy đuổi và bắt giữ được đối tượng Nguyễn Khánh Di, sinh năm 2006, trú tại phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Các đối tượng còn lại lợi dụng đêm tối, bỏ lại hàng quá và chạy sang Campuchia. Đối tượng Nguyễn Khánh Di khai nhận đang vận chuyển một kiện hàng bên trong chứa hai bếp gà, một cục nóng, một cục lạnh điều quà cho một người Campuchia với số tiền là 100.000 đồng. Kiểm tra khu vực xung quanh, tổ công tác phát hiện có 3 kiện hàng bên trong chứa 3 cục nóng và 3 cục lạnh điều hòa, tổng trị giá tăng vật khoảng 30 triệu đồng. Hiện đồn biên phòng Vĩnh Quân tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.